Kéo bên trên này, kéo bên dưới này. Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay học sẽ hướng dẫn cho anh em cái kỹ thuật kéo lưới bằng cẳng tay là như nào. Ok, cái đầu tiên là cầm vợt, chúng ta sẽ tì vào cạnh vát, cạnh nhỏ của mặt vợt như chúng ta ve cầu. Ok, tì ngón cái vào, cầm vợt kì mặt vát. Tiếp theo, mặt vợt chéo cầu đến, chúng ta kéo cả cẳng tay sang, kéo sang, ai, cầu sang này, kéo sang, ai, cầu sang này, kéo sang. Ưu điểm của kéo lưới bằng cẳng tay được bắt được ở trên cao, cả thấp, cả dưới. Ưu điểm của nó là tốc độ kéo sang sẽ rất là nhanh. Ok, mặt vợt xéo này, cầu sang, kéo nhanh cẳng tay sang, cẳng tay này, kéo nhanh sang, này, kéo nhanh sang, kéo nhanh, ai. Cầm vợt này, tì này, mặt vợt nghiêng này, cầu sang này, nhắm tung từ dưới lên đó, kéo sang, kéo cẳng tay sang, chúng ta lưu ý đừng kéo quá sang đây nhá, kéo đến đây là dừng rồi, này, giơ vợt này, kéo cẳng tay sang dừng, nào. Giơ vợt, kéo sang. Ok, bây giờ cách tập như thế nào? Cách tập để kéo được quả lưới thì chúng ta cầm vợt tì mặt vát, cạnh nhỏ của vợt. Chúng ta đứng này, mặt vợt xéo này, chúng ta đứng tại chỗ đó. Chúng ta tập kéo cái động tác sang, kéo cẳng tay, kéo nhanh sang. Chúng ta cứ đứng tập này, kéo nhanh sang, kéo nhanh, kéo này, kéo bên trên này, bên ngang này, bên dưới này. Đấy, chúng ta cứ đứng tập động tác quen tay đã, thì sau đó một người đứng tung cầu thì chúng ta sẽ tập bắt đầu kéo sang, ném những cái gần luôn. Và đó là kỹ thuật kéo bằng cẳng tay cũng như bằng cổ tay trong cầu lông. Anh em thấy hay hãy đăng ký, hãy follow và hãy comment những câu hỏi thắc mắc về cầu lông. Học sẽ làm video giải đáp cho anh em nhé. Ok.